Vâng, chiếc Vang KM5FX đó là đơn hàng của anh Nguyễn Khắc Thêu. Anh Nguyễn Khắc Thêu, anh ở Đồng Nai ạ. Chiếc KM5FX này của anh em đang test đấy. Em đang kiểm tra chất lượng. Kiểm tra cái chất lượng xong em sẽ đóng hàng để gửi đi cho anh. Từ chiếc này thì cái cấu hình mặt trước nó sẽ như thế này, để cho ta dễ tình chỉnh. Nhà sản xuất đã tích hợp sang bằng chế độ cơ tay, sử dụng toàn bộ bằng tua vít hoặc bút điện để đưa vào các khe này để ta tinh chỉnh. Có thể chỉnh được các hiệu ứng âm thanh như là tăng bass, tăng trung, tăng chép hoặc giảm đi, tùy mình, tùy vào cái sở thích nghe của mình. Và đặc biệt là nó đây ạ, bên này nó cũng chỉnh được về tiếng mic. Và con này nó có 8 hiệu ứng tiếng mic nhé. Nó đã dùng những con chip nhớ lập trình sẵn để lưu lại những cái lập trình của nhà sản xuất như delay, roam, echo, reverb, echo reverb, rất là nhiều, từ 1 đến 8 khi chú tất ở đây. Mình chịu có tìm hiểu một chút là sẽ nắm được cái cơ bản đó. Và nó có một cái màn hình để báo hiện tại là ta đang dùng chế độ nào. Như hiện tại nó đang hiển thị số 5, có nghĩa là ta đang sử dụng vào cái hiển thị số 5 này thì nó đang sử dụng cái chức năng cũng như là hiệu ứng về cái echo, về lì vật này là của mic đấy. Cái hiệu ứng này thì ta hát karaoke thì cực kỳ hay anh nhé. Nó là 48 bit DSP này. Hai cổng cắm mic trước, ba cổng cắm mic sau. Và đằng sau nó sẽ có những cái kết nối như là đây, đường vào tín hiệu In1, In2. In1, In2 thì nó tương ứng như ở đây, nó sẽ đánh dấu là X1, X2 đây. X1, nếu ta cắm cổng 1 ta nhả ra, cắm cổng 2, à đâu? Đúng rồi, ta cắm cổng 1 ta nhả ra, cắm cổng 2 ta ấn vào thì nó mới có tín hiệu. Và đây là cái volume to nhỏ. Lưu ý cái nút nhỏ nhỏ cạnh cái nút KM đỏ đỏ này nhé. Nếu ta về ta cắm mà nó không có tín hiệu, ta phải ấn vào nhả ra để cho nó tìm tín hiệu. Xuất xúc out đây ạ. Rep right. I am xin lỗi. Surround, đường surround. Con này nó sẽ hỗ trợ ta được hai đường main này, một đường surround này, một đường center đây. Có thể hỗ trợ ba đường in, ba đường out nhé. Center này, surround, rep ra để đường main đây, ba cổng cắm mic sau. Để ta sẽ đáp với một chiếc đẩy, ta có thể đánh được khoảng độ 8 đến 10 đôi loa nếu ta thích lắp. Nghĩa là đôi đường main này ta có thể đi xuống một đẩy, ta đánh 4 con loa đó. Đánh 2 hoặc 3 đôi. Đường surround ta cũng có thể đánh được 3-4 đôi nếu ta ghép với vài cái đây. Nó đánh được cả súp hơi nữa. Đấy, đường súp hơi đây. Đầy đủ. Nó con này nó là một chiếc vang số cơ, nhưng mà khi nhà sản xuất thì đã nhận được nhiều cái phản hồi và đông đảo là người sử dụng, người tiêu dùng là vang số đưa về phân khúc gia đình thì xét rất là khó, bởi vì phải cần đến những cái kỹ thuật viên giỏi, mà trong quá trình sử dụng nó lại hay bị lệch lạc, nên người ta đã thấu hiểu người sử dụng, người tiêu dùng họ đã chuyển sang sẽ họ đã sinh ra, họ đã cho ra, vâng ạ, cho ra một chiếc vang cơ lai số như thế này. Và đây là cái lựa chọn tối ưu nhất đưa về phân khúc gia đình, không cái gì hơn được cái này nữa. Và anh Theo, anh là người tiêu dùng rất là sáng suốt khi anh đã đặt mua chiếc KM5FX này. Và tiếp đến đó là đơn hàng của anh Đức Vân. Anh Đức Vân, anh ở cụm 1 Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội. Hà Nội, người Hải Dương hay là người mạng dưới người ta hay gọi là Hà Nội, em thì hãy gọi Hà Nội thôi. Anh ở Hà Nội ạ. Vâng, chiếc loa Subwoofer màu đen của anh. Con này thì vô cùng sang trọng, đen bóng bạch. Gọi một cách sang chảnh đó là đen piano, màu đen piano. Dòng này sở hữu bass 30, bass đối đất anh ạ. Bass đối đất thì như anh cũng tìm hiểu đấy, nó sẽ cho ta được một cái trải nghiệm âm thanh lan tỏa 360, thích hợp với không gian nhà rộng. Nó bày biện. Con này nếu mà mình để nhé,
mình về phòng khách mình để, mình nghe. Mình đứng góc nào mình nghe cũng có cảm giác như là tiếng trống đang ngược cạnh mình, chứ không như những cái dòng điều hướng. Nhưng dòng điều hướng như lại thích hợp đánh vào những cái nhà ống, nhà dạng. Và đây mặt đằng sau của sản phẩm thì nó sẽ có những cái thông số nhà sản xuất này, LPF, cắt cốt đấy. Anh thích nghe lẫn cả giải trung và thì anh tăng lên. Đây là volume, còn không anh cắt sâu xuống tầm 5-40Hz là nó nghe nó cũng đã rồi. Volume to nhỏ, đảo pha, tín hiệu vào, dây nguồn, bật tắt nguồn. Em tặng anh mấy mét dây đưa vào đường này nhé. Và cái này bát đối đất, và giờ em sẽ tăng to lên để cho các anh nghe và trải nghiệm những sản phẩm của mình.